Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình có bộ PC khoảng 31 triệu anh em nhé. Và bộ này thì mình dựng cho một bạn lập trình viên. Thì bạn ấy có yêu cầu mình là build một bộ PC mà phải có CPU mạnh này và ngoại hình phải cực kỳ tối giản và bạn ấy không thích đèn nóng quá là nhiều. Thế nên là hôm nay là mình có dựng một cái bộ mà sau khi mà gửi nháp cho bạn ấy thì bạn ấy rất là ưng. Và bây giờ thì mình sẽ cùng anh em là khám phá xem là cái bộ ngày hôm nay nó sẽ như thế nào. Đầu tiên là về phần main chip đi. Đấy, mình sẽ sâu về con main này trước cho anh em xem. Main hôm nay là mình có một cái mã là N7Z790 và đây là con main N7Z790 màu đen cuối cùng mà mình còn. Thực sự là bây giờ con này mình cũng không nhập được nữa. Nhà phân phối thì hết hàng rồi này. Và những cái đại lý mà mình nhập hàng nó cũng không còn nữa. Và thôi thì còn một chiếc thì thôi lên nốt một cái video nữa cho anh em xem. Chứ còn sau con này thì mình cũng không còn bộ nào để lên cùng con này nữa và khả năng là phải chờ một cái đợt hàng về sau của hãng và cũng không biết là khi nào hãng mới về hàng. Và N7Z790 thì vẫn là một con main rất là đẹp rồi. Anh em nhìn này, thiết kế cực kỳ phẳng, tối giản. Mình rất là thích thiết kế con này luôn. Và cái dàn VRM của con này vẫn là 16 cộng 1. Nó tương đương với một con Z790 Steel Legion của Atrox. Nên là cái việc mà chạy với cả Core i7 hoặc là Core i9 anh em hoàn toàn yên tâm, không vấn đề gì cả, chạy ngon lành luôn. Đấy, và khi mà đi cùng con main này thì mình sẽ có một con chip là con Core i7 13700K. Thì mình tin chắc là cái cặp main chip này nó rất là phù hợp với yêu cầu khách rồi. Khách cần một con chip khỏe thì 13700K rất là khỏe. Và khách thích cái thiết kế tối giản thì cái con main này nó cực kỳ tối giản luôn. Nên là cái cặp combo main chip này là quá phù hợp với nhu cầu của khách luôn. Và cái bộ hôm nay thì mình lưu ý với anh em đó là không có card đồ họa anh em nhé. 30 triệu nhưng mà lại không có card đồ họa. Thực chất thì khách chỉ dùng để lập trình và code thôi. Nên là có card hay không có card thì nó cũng không quan trọng lắm. Và khách sẽ mang về dùng trước. Nếu như mà cái nhu cầu của khách mà nó có phát sinh thêm thì khách sẽ mua thêm card đồ họa để lắp thêm vào. Nên là cái bộ hôm nay khách cũng dùng một con nguồn khá là dư. Thì một lát nữa là mình sẽ sâu phần nguồn cho anh em xem. Đó. Còn về phần RAM, RAM thì tối giản thì đương nhiên là mình sẽ chơi những cái RAM mà nó không có LED rồi, nó không có đèn đóm và nó thiết kế kiểu dạng phẳng ấy. Nên là hôm nay là mình có một cặp G-Skill Ripjaw. Con này thì mình cũng đã từng lên ở một bộ PC rồi và nó cũng có thiết kế là rất là phẳng và tối giản. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ dùng tản nước nên là anh em sẽ nhìn thấy được cái RAM này nó rõ hơn. Chứ còn cái bộ lần trước là hình như là mình dùng tản khí, cái đấy thì nó che hết mất cái RAM này rồi nên là anh em không nhìn được. Nhưng mà hôm nay thì mình dùng tản nước nên là anh sẽ nhìn rõ hơn về cái cặp RAM G-Skill Ripjaw này. Con này là con S5, phiên bản chạy RAM DDR5 anh em nhé. N7Z790 thì là chạy RAM 5, còn con Z690 thì chạy RAM 4. Cái này là một cái mà anh em cần lưu ý khi mà mua main ZXT. Và đây là một cái cặp RAM lùn, thiết kế phẳng, đơn giản, đẹp. Để mình đánh giá con này là thiết kế đẹp và mức giá rất là dễ chịu. Con này 32GB bớt 5.600, giá nó chỉ loanh quanh tầm 2 triệu 8 thôi. Rất rẻ anh em nhé. Đấy. SSD thì chắc là anh em cũng nhãn mặt rồi. Kingston KC3000. Con này thì quá là dư với cái nhu cầu khách rồi. Anh em dùng cơ bản này, code hoặc là các thứ thì cái tốc độ con này nó rất là cao rồi. Tốc độ đọc là 7000, tốc độ ghi là 6000 và cái độ bền của nó cũng rất là cao. Thì mình sẽ không nhắc lại về con này nữa. Con này thì gần như là cái mã SSD quốc dân, mình dùng rất là nhiều rồi. Đó. Còn về phần nguồn tản này, vỏ này, để tối giản nhất về ngoại hình thì hôm nay là mình sẽ dùng cái vỏ NZXT để đi cùng main NZXT luôn. Và cái vỏ mình dùng là con H7 Flow màu đen anh em nhé. Thì con đấy nó sẽ vừa mát, thoáng và thiết kế tối giản, đẹp. Đó. Và đi kèm với con H7 Flow thì mình sẽ dùng một con tản nhiệt nước LT720 để lắp ở trên nóc. Đấy, mã này thì ba cái fan là đen xì xì và nó sẽ chỉ có cái block nước là nó có LED thôi. Cái LED thì anh em có thể tùy chỉnh được, tắt cũng được hoặc là để đơn sắc cũng được. Cái này thì có thể chỉnh được trên phần mềm. Đó. Còn về phần nguồn thì mình cũng đã nói từ đầu ấy là khách sẽ dùng một con nguồn nó dư ra một tí nên là cái nguồn ngày hôm nay nó khá là dư đấy. Con này nếu mà chạy không cạc thì rất là dư luôn. Con Super Flower Lead Deck 850 phiên bản Gold Full Module và nó có đi kèm một cái dây này nữa. Đây là một cái dây chuyển đổi sang chuẩn PCI 5.0. Cái này thì rất là phù hợp nếu như mà về sau anh em có nhu cầu nâng cấp lên những cái mã card đồ họa mà thế hệ 4.0 mà dùng cái đầu cấp nguồn chuẩn mới ấy, thì có thể dùng con nguồn này luôn. Đấy, tặng kèm cái dây này luôn này. Đấy, như vậy là mình đã điểm nhanh xong về cái linh kiện của bộ PC ngày hôm nay.
Thì hy vọng đây cũng là một cái gợi ý cho anh em kiểu dạng làm coder như thế này mà cần cái thiết kế kiểu đen tối giản thì có thể tham khảo bộ này trong khoảng giá 30 triệu. Còn anh em thêm cạc vào thì có thể thêm kiểu như là 3070 Ti lướt này, hoặc là thêm kiểu 4070 vào thì nó sẽ khỏe hơn, và cũng chỉ tầm thêm khoảng tầm 10 cho đến khoảng 15 triệu thôi là nó rất là ok rồi. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ tiến hành lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào. Rồi, chiến thôi anh em. Và như vậy mình đã hoàn thiện xong bộ PC ngày hôm nay. Đấy, thì anh em có thể ngó qua một chút về tổng thể của cả bộ. Bộ này thì gần như là mình làm theo những yêu cầu đặt hàng của khách, nên là đừng nghe nào thắc mắc là tại sao bộ này lại không có cạc đồ họa hay là nọ kia, bởi vì là khách dùng để lập trình. Đấy, và về sau thì khách vẫn sẽ có nhu cầu là nâng cấp cạc đồ họa, nên là với con nguồn 850 và với cấu hình như thế này thì có thể lắp được những cái con cạc rất là khủng ở đây, chả vấn đề gì cả, kiểu như là 4070 Ti hoặc là thậm chí là 4080 anh em cắm ở đây vẫn được. Đấy. Còn về cái ngoại hình tổng thể thì chúng ta sẽ có một bộ PC cực kỳ đen ngầu tối giản, rất rất tối giản luôn. Cái tối giản thứ nhất đó là cái vỏ NZXT. Anh em thấy là cái H7 Flow này tuy cái mặt trước của nó là mặt lỗ, rất nhiều lỗ, nhưng mà nó làm vẫn rất là tối giản luôn. Đấy, nó chỉ có 4 cái viền này, 4 cái viền, một cái chữ NZXT và ở chính giữa thì đục lỗ tròn. Đấy, còn lại thì sẽ không thêm bất kỳ một cái chi tiết trang trí nào thêm cả. Mình rất thích cái kiểu như thế này, phẳng, đơn giản và đẹp. Đấy, ở cạnh hông cũng thế. Cạnh hông thì chúng ta sẽ có một cái khu vực che nguồn rất là liền lạc luôn. Đấy, và một cái chữ NZXT ở đây. Thực ra thì cái phối màu và những cái cách phối mảng miếng của NZXT mình thấy là nó rất là đẹp luôn, rất rất đẹp luôn. Họ có đầu tư chất xám thực sự vào cái vấn đề thiết kế. Và khi mà anh em nhìn vào cái phần bên trong ấy thì anh em thấy còn đẹp nữa. Bên trong chúng ta sẽ có nổi bật nhất là con main N7Z790, và nó siêu hợp với cái vỏ ngày hôm nay. Khi mà nhìn góc này này, và thậm chí là khi mà anh em nhìn sang cái góc ngang này này, đấy, nó rất hợp với cái vỏ này luôn. Phẳng, tối giản và rất ít chi tiết luôn. Những cái gì nhỉ, những cái bảng mạch là đã được che hết bởi những cái miếng giáp này rồi. Đấy, và hôm nay thì ngoài con main này ra, chúng ta sẽ có là hai thanh ram cũng rất là phẳng luôn, phẳng đen xì xì luôn. Con G-Skill Ripjaw này. Còn cái mà nhiều LED nhất ngày hôm nay thì chắc là chỉ có cái tản nhiệt nước LT720 thôi. Thì đây cũng là một cái mã tản nhiệt nước mà nó có cái fan bên trên rất là phẳng này. Đấy. Cái fan bên trên, ba cái fan nó nối với nhau thành một cái mặt phẳng luôn. Và cái block nước của con LT720 thì cũng rất hợp với bộ này, bởi vì là nó thiết kế kiểu dạng vuông vức đấy anh em. Vuông vức này, nhiều chi tiết vuông, phẳng. Nên là về tổng thể khi mà kết hợp với cái bộ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhìn có một bộ PC rất là hài hòa. Đấy. Và bộ này thì ngân sách khoảng hơn 30 triệu anh em ạ. Hơn 30 triệu là anh em có một bộ PC chờ thủ rồi. Chờ thủ 13.700K này. 32GB DDR5. Đấy. Và một cái ngoại hình rất là đen ngầu đẹp. Cái này thì về sau anh em lắp một con cạc cỡ như là 4070 Ti Tup hoặc là 4080 Tup vào thì gọi là hết nước chấm luôn. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu build PC kiểu như thế này thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Bộ hôm nay thì chắc là cũng dừng ở đây thôi, vì là nó cũng không có quá nhiều điều để nói. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo.